Đen hồng. Xin chào tất cả mọi người trở lại với kênh của Trần VN và Cuộc Sống Niềm Răng. Rất là nhiều bạn đã hỏi mình rằng là tóc cuội nhiều màu gì vậy và tóc cuội có phải tẩy không? Thì ok, thì cuội xin thưa rằng tóc cuội lấy tưởng từ Lisa của Blackpink. Và nếu như các bạn muốn biết đây là màu gì và có cần phải tẩy hay không thì đây sẽ là một video khá là thú vị về tóc. Và tóc mình thì cũng dài lắm rồi và cũng ra chân tóc nhiều lắm rồi. Thì cùng mình tới tìm làm tóc nha. Chắc là em chải cho em tẩy chân lại á, thì chân tóc em nó ra quá trời luôn. Ủa con em lấy nhiều. Chịu không? Trời. Thực tế mình nhuộm nhưng mà mình cũng chưa biết là tóc mình màu gì đâu. Và đây cũng là một cái nơi rất là quen thuộc đối với Eternal mình đi làm tóc. Các bạn có thể coi là Giang cũng làm tóc ở đây, cô cũng làm tóc ở đây rồi. Mà mình thì chắc là nhiều lần rồi chứ không phải là một lần nữa. Và chúng ta sẽ cùng chờ đón xem màu tóc này sẽ là màu tóc gì nhé. Nhiều khi là giống cái hôn mực. Lần trước mình tẩy một lần, xong sau đó mình nhuộm màu xám khói. Thì các bạn có thể thấy là cái việc mà kích cho tóc đen lên tóc vàng và phải ngồi một cái máy nhiệt nó khó chịu. Tẩy xong thì tóc rất là đều và sau đó thì mình nhuộm màu xám khói giống như tóc của Lisa. A few inches later. Giang đang anh hay reaction mái tóc mới của tao. Cuối cùng là không biết màu gì luôn, màu gì vậy? Sắp ra rồi, rất nổi lắm. Miley, dây khánh châu châu. Để chính xác. Mày là người duy nhất đấy đúng. Đúng không? Chào cô chú đi con. Không. Tại vì mình là cái người yêu cầu mà cắt cái máy trên chiếc mạng như vậy luôn. Và cái đầu tóc này làm tôi nhớ tới một người. Bé Sa. Ôi trời, má giống bé Sa thật sự luôn. Chỉ có điều bé Sa tóc đen và tóc tím thôi. Nhưng mà dễ thương ơi, thích cái tóc này quá nhìn. Này mình rất là ưng và màu này mình xài một thời gian thì nó sẽ bay ra thành màu xám. Nó sẽ đỡ vàng hơn cái tóc cũ của mình. Và đây sẽ là salon H2B nằm ở số bao nhiêu bà Hạc anh? À, 1113 bà Hạc. Mà muốn biết cái màu tóc mình màu gì, muốn để tóc như cuội thì hãy đến đây tư vấn. Đấy, giới thiệu là người xem của cuội. Thì biết đâu được giảm giá. Bắt chước Blackpink Lisa và cuối cùng thành bé Sa. Nếu như các bạn nghĩ là nhuộm tóc chỉ tốn tiền nhuộm đó thôi thì các bạn đã sai rồi. Ơi, tẩy tóc có hư không vậy? Cuội ơi, em muốn tẩy tóc quá nhưng mà em sợ tẩy tóc hư. Thì cuội xin thông báo với em rằng em yên tâm, tại vì tẩy tóc hư chắc. Vấn đề thứ nhất, tóc bay màu. Khi mà cái việc tụt màu diễn ra liên tục, đó chính là đây. Nó sẽ đập màu lên thì nó sẽ khử màu vàng ra, nhưng mà một thời gian sau nó sẽ đổ vàng trở lại. Cái đó là thì các bạn sẽ sử dụng màu tím từ cái dầu gội này và bôi lên massage đầu và để trong khoảng cỡ 5-7 phút thì nó sẽ khử cái màu vàng ra và tóc của bạn sẽ trở nên xám hơn, trở nên trong màu hơn, trở nên không bị xỉn màu. Thực sự thì nó không thần kỳ cho lắm đâu, nó cũng chỉ giảm bớt màu vàng lại thôi. Và xài xong cái này thì tóc rất là khô cho nên là nhớ bôi dầu xả, kem bủ sau đó nha. Vấn đề thứ hai, để giữ cho tóc không bay màu thì chúng ta không được gội đầu nhiều. Nhưng không gội đầu nhiều thì gầu. Bồ đôi đã cứu rỗi cuộc đời của tôi. À, cho nên là để làm ví dụ các bạn thì mình sẽ lấy Hukuchi ra làm vật thí nghiệm. Sạch không? Sạch không còn một cọng tóc. Đầu tiên ta còn massage đồ nữa. Trời ơi, lo gì, mình đã có Lucy Good Hair. Cái này là tao của Sunbill. Ủa mày cũng có một cái mà bữa tao thấy mày cũng lăn lê bò lết đó. Có một cái. Đó, và mình sẽ sử dụng với lại cái The Body Shop này nữa. Kiểu như là ví dụ mình thường tóc tẩy là mình đâu có được gội đầu nhiều đâu. Đúng, tại vì nó bay màu. Đúng. Thì mình phải xài cái này một tuần, mình xài cỡ 1-2 lần thôi thì nó rất là sạch. Cái này được một cái á, nếu như cái ví dụ bạn ra tiệm hay là cho dù là bạn có nhà bạn gội đầu ấy thì cào nó rất là đau da đầu. Còn cái này massage nó lại không đau mà nó lại rất là sạch. Đầu thường mấy chị gội đầu cho mình thường cứ để móng á, để cào. Nhiều người cào á hả, chạy mẻ da đầu luôn á, đâu phải liền luôn. Phải quên hết đường về.
rồi. Có một cái này massage thôi mà từ một cái chổi thành một con người rồi. Bình thường nó không làm người, nó làm chổi thôi các bạn ơi. Không mà nói chơi á, cái này là có sấy rồi, có uống rồi. Mình ngồi mình uống chết cha chết mẹ. Cái này Lucy Good Hair của Sunmill, mình phải xài chung với lại cái này. Thơm, cái này rất thơm luôn. Ừ, bộ đôi tuyệt vời luôn á, mà xài xong tóc rất là sạch. Ừ. Rất kiểu mát. Cái này thứ nhất là mà mình xài cái này nó là mát rồi á, kiểu nó sẽ làm sạch gầu mà chỗ nó mát khắp cái đầu lẽ gì, còn có cái này massage cà nữa, thư giãn với thoải mái á, cả nhà của Mỹ. Vấn đề thứ ba, dầu dưỡng tóc. Dầu dưỡng tóc sẽ giúp cho tóc các bạn luôn bóng mượt mềm mại và nó sẽ tơi hơn. Vì cái việc sử dụng hóa chất trên tóc nhiều quá, tóc của chúng ta sẽ rất là khô và rất là đơ nếu như không có dầu dưỡng tóc. Và mình đã có Perfect Serum, và đặc biệt là cái này cũng được đại diện luôn, cho nên là mình mới mua. Và với cái sản phẩm này khi sử dụng, mình sẽ bơm ra tay 1-2 giọt, sau đó sẽ massage và bôi thẳng lên tóc. Để tầm 10-15 phút, serum sẽ thấm hết vào tóc, sẽ làm tóc mềm và bóng mượt hơn. Serum dưỡng tóc, dầu dưỡng tóc thực sự là một cái điều thần kỳ đối với tóc nhuộm, tóc tẩy luôn. Cho nên là có tiết tiền gì thì cũng hãy nhớ mua serum dưỡng tóc nha. Tổng kết thiệt hại lại, tẩy tóc sẽ tốn từ 700 cho tới hơn 1 triệu cho tóc nam, nhiều hơn cho tóc nữ. Tẩy tế bào chết, loại bỏ gầu 500, serum 200, massage da đầu 330, dầu gội tím 300, dầu gội dầu tóc bình thường nữa, mỗi chai tầm 100 đi. Tổng thiệt hại xương xương là 2,5 triệu. Nhưng mà các bạn đừng nghĩ là tới đó là hết. Tại vì nhuộm tóc nó sẽ ra chân tóc, và các bạn sẽ phải dặm lại tóc nữa. Nhuộm tóc và tẩy tóc thực sự là một việc làm khá là tốn kém và mất công. Nếu như các bạn có ý định muốn nhuộm tẩy tóc những cái màu thời trang như vậy thì hãy cân nhắc cho thật nhiều nhé. Còn nếu như các bạn có ý định muốn nhuộm tóc nhưng lại sợ là tóc hư, hay là sợ ba má chửi, hay là sợ không hợp, thì của khuyên chân thành, hãy làm ngay đi. Mình còn trẻ, mình còn khỏe, tóc mình còn mọc ra được tiếp. Và cũng như mình còn trẻ thì người ta sẽ không chửi mình là già mà không nên nết. Cho nên là hãy nhuộm đi. Nếu như tóc hư, cùng lắm cắt, cùng lắm thì nhuộm lại tóc đen sau 2 ngày khi mà bị má chửi quá nhiều. Và mọi người cũng nhớ là nếu như nhuộm tẩy thì hãy đến với những salon uy tín một tí để đảm bảo tóc mình nhuộm ra được đều màu đẹp, không bị hư tổn quá nhiều. Cũng như là hãy chăm sóc cho nó thật là nhiều, thật là kỹ càng nếu như muốn tóc mình khỏe đẹp. Còn nếu không thì sẽ như cái chỗ trà cho con cô. Rồi vậy thôi, và những chia sẻ của mình về mái tóc giống Lisa. Ủa nhìn cũng giống mà, cái màu giống mà, chỉ là kiểu tóc giống bé Sa thôi. Thì mình nghĩ là các bạn cũng đã rút ra cho mình một vài điều để các bạn có thể áp dụng vào những quyết định sắp tới của mình, đúng không? Sắp Tết nhất tới nơi rồi, thế nào mà không đi làm tóc, nhuộm tóc. Nhưng mà nói gì thì nói, còn đi học thì đừng nhuộm tóc nha, thầy giám thị bắt chết đấy. Mọi đừng quên like video cho mình nha, và cũng như là follow Instagram của Cụi, sẽ update những thông tin liên tục trên đó. Rồi, đừng quên like video cho cậu nha, và subscribe cho kênh của video này cũng tốn tiền không kém đâu. Và bye mọi người nha, bye.